sẽ thái thử cái củ cải bằng cái máy thái sợi của mình nhé. Đấy. Cho thêm củ cải. Đấy, nãy thì mình đã thái đu đủ và cà rốt rồi, bây giờ mình sẽ thái củ cải. Đấy. Bắt đầu thái này. Củ cải này là củ cải chưa đến 2 mm đâu. Đấy, cho nên nó rất là mỏng. Đấy, đã thái xong rồi đấy. Đấy. Bây giờ mình cho nốt củ cải vào nhé. Máy đã thắn hết rồi đấy. Đấy, đây là toàn bộ cái củ cải đã thái xong. Đấy. Đấy, thì đây là cái cỡ củ cải là 1,5 mm x 2 mm. Đấy, nó rất là mỏng. Đấy, rất là mỏng luôn. Nếu mà các bạn có nhu cầu mua máy thì liên hệ với mình nhé.